Rồi, xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay thì mình nhận có khá là nhiều cái câu hỏi mà tất cả các khách hàng mà trồng tại nhà, nhất là mua mà khoảng có 5-70 bịch á, nói chung là trồng ăn tại nhà, thì cũng có hỏi mình khá là nhiều cái câu. Đặc biệt ngày hôm nay mình nhận 3 câu hỏi nên mình mới ráng cố gắng mà để sưu tầm, mình về mình chia sẻ cho cả nhà xem cho kỹ. Nói chung là phải chạy đi sưu tầm được cái bịch phôi mà đang ra nấm như thế này. Thì bây giờ cũng tối rồi thì hình ảnh nó không sắc nét thì anh em thông cảm về cái việc vấn đề đó, là khi trong cái quá trình trồng á thì có một số anh em thấy là tức là đậy nắp cho nó ra nấm rồi, xong rồi cái thấy ở trong cái bịch phôi mình nó li ti những cây nấm con này, li ti nổi cục 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 nấm con á, thì thấy tiếc quá dùng lưỡi lam rạch cho nó ra, còn có chỗ thì cắt luôn, cắt tròn tròn đây để cho cái nấm này nó ra. Thì như cái phương pháp như thế là có ok hay không, có nên xử lý hay không, thì vấn đề hôm nay mình chia sẻ nè. Mình đã thu bằng phương pháp đậy nắp thì mình tập trung vào cái nắp đây thôi. Đó. Còn những cái vấn đề mà nó ra nấm con ở trong cái bịch phôi như thế này thì không cần, cứ đi im đó, nó tự nó bị phân hủy và mai mốt nó sẽ nuôi lại, tức là nó sẽ bị cái nấm này nè, ở trong nó bị chết, nó bị nhũng đó. Và mai mốt nó sẽ bị tự tiết cái dinh dưỡng và nó nuôi lại cái bạch phôi này, nó nuôi lại cái mai mốt nó ra cái nấm này nha. Chứ còn khi mà mình rạch á thì nó không bao giờ nó lớn được. Nếu mà đã xác định rạch á thì mình rạch từ cái lúc mà mùng mà mới như thế này, chứ đừng có để nó li ti như này rạch. Mình đang chia sẻ là trồng cái phương pháp như thế này, đậy nắp đi thì để mình ép cho nó ra đúng theo cái ngày mong muốn của mình nó tốt hơn. Còn nếu mà đã rạch, xác định rạch từ đầu để thu nhanh á thì rạch từ lúc đầu, còn cái này thì không nên rạch nha. Nó có xì nhỏ nhỏ cũng rạch, nó không bao giờ nó lớn đâu, nó cũng không chẳng phát triển được đâu. Nó gọi trong là nếu mà nó lên nhỏ nhỏ, ví dụ bây giờ cái cục như thế này mình có rạch á thì nó lớn thêm tí xíu nữa thôi rồi nó cũng quéo, nó khô, nó héo à, nó không phát triển ngon lành gì hết. Nên cả nhà xin lưu ý là không nên rạch nha, và mình tập trung cái cổ này, cố gắng giữ cái cổ này cho nó chắc chắn và đừng có để cái cổ này nó bị lõm. Với lại mình chia sẻ là có những anh em mới trồng tại nhà không biết thì cứ lắc lắc cái cổ này luôn, nắm cái cổ này lắc luôn cái chùm nấm cho nó lõm đi, rồi cái chụp cái chùm nấm này rút ra. Thì cái quá trình mình hái mà để nó lõm cái đầu như thế này mai mốt nó cũng không tốt. Thì nó lõm cái đầu mai mốt mình dễ tưới nước, nó dễ vô mà. Trong quá trình mình lúc lắc như thế này thì cái đầu nó bị hở bịch ni lông với cái mùn cưa, nó không có bó sát như như thế này. Cả nhà thấy nó bó sát không, nó rít vô cái bịch ni lông luôn à. Vậy xin lưu ý là không nên rạch cái trường hợp này nha, cứ tập trung cho nó ra cái đầu đây, nó ra cái chùm nấm nuôi lớn hái xong rồi xử lý đậy nắp bình thường nó ra lại thôi. Còn mấy cái này đừng có quan tâm đến nó, rạch ra vừa hư cái bịch phôi mà lại nấm cũng không có mà để ăn đâu. Vậy bây giờ lỡ cái phương pháp mà xử lý nó ra mất rồi, rạch mất rồi, giờ sao? Giờ chỉ còn có một phương pháp. Có hỏi nấm là mình nên lấy cái bịch ni lông mình trùm lại không? Trùm lại. Nó là trùm lại giống như này. Thì nếu mà trùm lại thì cũng không tốt nha. Trùm lại thì cũng đâu có cái bịch ni lông với cái lớp mùng nên nó hở, mai mốt khi mà tưới nó có cái độ ẩm nó độ cái hở này, mai mốt ở trong này nó càng ra cái con nhiều nữa thì nó cũng sẽ không tốt. Thì giờ lỡ rồi thì nếu mà rạch như thế lỡ rồi lột hết ra thì để cho nó ra cái nấm con nhiều nhiều để mình chăm sóc mình ăn thôi, và cái bịch phôi đó có nguy cơ là hái được 2 lần xong rồi là bỏ luôn nha. Cả nhà xin lưu ý cái vấn đề này nha, đặc biệt là những anh em trồng tại nhà. Đấy, mình mới sưu tầm được cái bịch phôi này. Vậy đó, thì mình gặp những cái trường hợp nào thì mình cứ chia sẻ cái trường hợp đó, vì trong cái quá trình trồng nấm thì nó xảy ra rất là nhiều cái nguyên nhân ABCD gì đó, thì cứ lỗi khúc nào thì cả nhà cứ comment bên dưới và trực tiếp hỏi nấm thông qua cái số điện thoại của nấm này, Zalo nấm này, Facebook này, trên YouTube này, cứ comment hay là gọi trực tiếp cũng được để nấm hướng dẫn nó rõ hơn. Và bây giờ điều cuối cùng là cũng chúc cả nhà, đặc biệt là mấy anh em trồng tại nhà, vì nãy giờ mình đang chia sẻ trồng tại nhà mà, chứ còn trồng trang trại thì anh em đã quá rành rồi. Mình trồng tại nhà thì cứ cứ lo cái đầu ra thôi, lo xử lý cái đầu ra thôi nha, hay lắm đẩy, còn cái vấn đề này không quan tâm cả đó, cứ đi im đó nha. Rồi, chúc cả nhà thành công và cảm ơn cả nhà thời gian qua đã ủng hộ kênh YouTube của mình.
như là đặt hàng ủng hộ cái sản phẩm phôi nấm này. Chúc cả nhà sức khỏe, bye bye cả nhà nè. Ok chưa, thấy chùm nấm nè, mới sưu tầm về mà cũng ok á, chạy đi tôi chiều giờ đó.